Thảo Vy xin kính chào quý vị đang đến với Chuyện Sức Khỏe, chương trình được phát sóng hàng ngày trên kênh San TV. Thưa quý vị, cứ mỗi khi xuân sang Tết đến, Thảo Vy lại bồi hồi, háo hức, trang hoàng nhà cửa, đi chợ xuân, chọn mâm ngũ quả cúng Tết. Tết cổ truyền nước ta có nhiều lễ nghi ý nghĩa, trong đó có mâm ngũ quả. Thảo Vy biết nhiều người cũng tò mò về ý nghĩa mâm ngũ quả ngày Tết và cũng đắn đo là chọn những quả nào để năm mới chuyện gì cũng suôn sẻ tốt đẹp. Vậy hôm nay hãy cùng Thảo Vy khám phá mâm ngũ quả và ý nghĩa của từng loại hoa quả quý vị nhé! Mâm ngũ quả đặt trên bàn thờ tổ tiên dịp Tết mang ý nghĩa sâu sắc, thể hiện ước muốn của người Việt Nam sẽ đạt ngũ phúc lâm môn, đó là Phú, Quý, Thọ, Khang, Ninh. Nhưng vì sao lại gọi là mâm ngũ quả? Thì theo thuyết duy vật cổ đại, tất cả mọi vật chất đều được tạo nên bởi 5 yếu tố gồm kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, gọi là ngũ hành. Tục lệ bày mâm ngũ quả trên bàn thờ ngày Tết của người Việt Nam là một trong những biểu hiện của tư tưởng này. Ngũ tức là 5 là biểu tượng chung của sự sống. Quả biểu tượng cho sự sung túc vì bên trong chứa hạt tượng trưng cho sao. Quả bao lấy vũ trụ. Ý nghĩa mâm ngũ quả ngày Tết là sự sinh sôi trường tồn. Mâm ngũ quả là mâm trái cây gồm khoảng 5 loại trái cây khác nhau. Mỗi loại trái cây tượng trưng cho một ước nguyện của gia chủ thông qua tên gọi, màu sắc và cách sắp xếp của chúng. Ông cha ta chọn 5 loại trái cây để cúng đêm giao thừa là ngụ ý rằng những sản vật này được kết tinh từ công sức, mồ hôi, nước mắt của con người lao động, kính dâng lên đất trời, thần thánh trong giờ phút linh thiêng của vũ trụ, vạn vật sinh tồn. Thông thường, mâm ngũ quả ngày Tết, cầu, dừa, đủ xoài là những loại trái cây phổ biến. Mặc dù gọi là ngũ quả nhưng thật ra người ta không quy định chính xác là những loại trái cây cụ thể gì, mà tùy từng văn hóa mỗi địa phương để người ta chọn ra các loại quả khác nhau bày mâm ngũ quả. Người dân ở từng vùng miền sẽ lựa chọn hoa quả cho phù hợp với văn hóa và mang ý nghĩa mâm ngũ quả ngày Tết. Ở miền Bắc, mâm ngũ quả đặt trên bàn thờ tổ tiên dịp Tết theo 5 sắc màu tượng trưng cho mong ước được ngũ phúc, giàu có, sang trọng, sống lâu, khỏe mạnh, bình yên. Theo thuyết ngũ hành, kim màu trắng, mộc màu xanh, thủy màu đen, hỏa màu đỏ, thổ màu vàng. Mâm ngũ quả thường theo 5 sắc màu đó để phối trí. Miền Bắc thường bày 5 loại quả có 5 màu sắc khác nhau như chuối, táo màu xanh, bưởi hoặc phật thủ, cam, quýt màu vàng, hồng hoặc táo tây, ớt màu đỏ, roi, mận, đào hoặc lê màu trắng, hồng xiêm hoặc nho đen, măng cụt, mận màu đen. Do trái cây ngày càng đa dạng nên mâm ngũ quả ngày càng phong phú hơn và người ta cũng không câu nệ cứng nhắc ngũ quả nữa mà có thể là bát, cửu, thập quả. Dù bày biện nhiều loại trái cây hơn nhưng người ta vẫn gọi là mâm ngũ quả. Nếu như với mâm ngũ quả ngày Tết miền Bắc, hầu như tất cả các loại trái cây, kể cả quả ớt mang vị cay xè cũng đều có thể bày lên bàn thờ, miễn sao mâm ngũ quả trông đẹp mắt, thì ở miền Nam lại kiêng kỵ bày một số trái cây. Mâm ngũ quả của người miền Nam không bao giờ có chuối vì loại quả này có tên gọi giống như là chuối, thể hiện sự nguy khó. Quả cam cũng không được có mặt trong mâm ngũ quả ngày Tết vì câu quýt làm cam chịu, hay như trái lê đồng nghĩa với lề lết. Ở miền Nam bạn sẽ thường thấy các loại trái cây như mãng cầu, dừa, đu đủ, xoài, sung, thơm, độc lai lái giống như cầu vừa đủ xài hay cầu vừa đủ sung. Do ngày càng đa dạng của loại trái cây cũng như điều kiện kinh tế phát triển nên người ta không còn quá cứng nhắc phải đúng 5 quả trên mâm. Có thể bát, cửu, thập quả đều được nhưng phải được bố trí đẹp mắt phù hợp với ý nghĩa mâm ngũ quả miền Nam. Vậy ý nghĩa mâm ngũ quả ngày Tết đối với tài lộc và sức khỏe như thế nào? Chúng ta cần chọn những loại quả nào để có một năm mới vạn sự như ý? Chắc hẳn nhiều người đang hỏi Thảo Vy như thế đúng không ạ? Bây giờ, Thảo Vy sẽ nói cho quý vị biết ý nghĩa tài lộc và ý nghĩa sức khỏe của từng loại quả quý vị nhé. Loại quả đầu tiên Thảo Vy muốn nhắc đến chính là dưa hấu. Dưa hấu thường được người miền Nam chọn để cúng mâm ngũ quả và cúng riêng ở bàn thờ. Bởi lẽ dưa hấu căng tròn, mát lành, cầu cho năm mới ngọt ngào, sung túc. Bên ngoài vỏ xanh mướt, láng mịn, thể hiện một năm mới căng tràn. Bên trong đỏ tươi, ngụ ý cầu một năm mới đỏ rực thành công. Đó là ý nghĩa về tài lộc. Còn về sức khỏe, dưa hấu có 90% thành phần là nước, bổ sung độ ẩm, thanh lọc cơ thể và cải thiện làn da, rất thích hợp cho những ngày Tết.
Ngoài ra, dưa hấu còn chứa các chất chống oxy hóa, vitamin, giúp chống ung thư, tăng cường hệ miễn dịch. Ăn nhiều dưa hấu cũng giúp cải thiện chức năng tim mạch vì nó cải thiện lưu lượng máu. Dưa hấu cũng rất giàu kali, giúp giữ canxi trong cơ thể, giúp xương và khớp mạnh hơn. Trái dừa. Dừa có âm tương tự như là vừa, có nghĩa là không thiếu. Mâm ngũ quả nhiều nơi, đặc biệt là để tràn đầy ý nghĩa mâm ngũ quả miền Nam thì phải luôn có quả dừa. Ý nguyện cầu mong cho sự vừa đủ, không túng thiếu và viên mãn trong cuộc sống. Về tác dụng đối với sức khỏe, nước dừa chứa rất nhiều chất dinh dưỡng như nitơ, axit phosphoric, kali, canxi, magie, sắt, đường khử. Nhờ các thành phần trên nước dừa có tính hàn giúp giải nhiệt, làm mát cơ thể rất tốt. Nước dừa cũng được sử dụng để tạo nước Oresol khi không có sẵn Oresol tại nhà để bổ sung cho người bệnh mất nước. Dừa giúp ngăn ngừa sỏi thận, hỗ trợ sức khỏe tim mạch, bổ sung chất điện giải. Quả quất. Theo âm Hán của từ quất gần giống với âm của từ cát, nên bày quất trên mâm ngũ quả sẽ mang lại sung túc, năm mới được mùa, ăn nên làm ra, dồi dào sức sống. Cùng với đó, trong quất có chứa các thành phần giàu dưỡng chất như pectin, vitamin C, sắt, axit hữu cơ, chất fotunelin. Vỏ quả quất chứa tinh dầu gồm 25 thành phần tốt. Ăn quất hoàn toàn tốt cho sức khỏe, hỗ trợ tiêu hóa, ngăn ngừa bệnh tiểu đường, tăng cường hệ miễn dịch, tốt cho mắt, hỗ trợ giảm cân. Quả Phật thủ. Quả Phật thủ thường được đặt ở trung tâm và là nơi cao nhất trong mâm ngũ quả. Theo quan niệm xưa, Phật thủ là loại quả dùng để thờ Phật và gia tiên, có mùi thơm quyến rũ và tác dụng lưu giữ thần Phật và gia tiên lưu lại trong nhà lâu hơn để phù hộ cho gia chủ. Về ý nghĩa sức khỏe, quả Phật thủ có thể làm thành món chè Phật thủ, tác dụng chữa đầy ở hơi, buồn nôn, nôn ói. Cháo Phật thủ dùng cho các trường hợp sốt ho, đau tức vùng ngực do tràn dịch màng phổi. Rượu Phật thủ rất có lợi cho sức khỏe, dùng cho các trường hợp rối loạn tâm thần ý thức, trầm cảm, ức chế. Chuối là thứ quả không thể thiếu đối với ý nghĩa mâm ngũ quả ngày Tết. Giống như một cái giỏ trên mâm, chúng ta xếp mâm ngũ quả ngày Tết sao cho các loại khác đang xen vào nhau. Không những vậy, nó còn mang ý nghĩa là bàn tay ngửa, bảo bọc, đem lại bình an, phúc lộc. Khi bày biện, chuối đặt ở dưới cùng, đỡ toàn bộ các quả khác. Điều này tượng trưng cho con cháu sum vầy, quây quần, đầm ấm, bao bọc và che chở. Với tác dụng sức khỏe, được biết trong chuối xanh có 10% tinh bột, có tác dụng chữa nhiều bệnh, trong đó có thể chữa hắc lào, kích thích sự tăng trưởng màng nhầy trong dạ dày. Chuối chín thì nhiều vitamin, đặc biệt là kali, rất tốt để giữ cho dạ dày và hệ tiêu hóa mạnh khỏe. Chuối được xem là trái cây đầy giá trị dinh dưỡng. Quả xoài. Gia chủ hay cúng xoài trong mâm ngũ quả với mong cầu một năm đủ đầy, tiêu xài không thiếu thốn. Không chỉ có ý nghĩa tài lộc, xoài có tác dụng cải thiện hệ miễn dịch, hệ tiêu hóa, hỗ trợ phát triển thị lực, ngăn ngừa ung thư. Một dĩa xoài có thể cung cấp khoảng 25% lượng vitamin A cần thiết hàng ngày cho cơ thể. Như chúng ta đã biết, vitamin A có tác dụng giúp sáng mắt, do đó việc ăn xoài thường xuyên sẽ giúp ngăn ngừa bệnh quáng gà, các tật khúc xạ ở mắt, khô mắt và viêm giác mạc. Quả thanh long mang ý nghĩa rồng mây hội tụ và biểu trưng cho sự cát tường thịnh vượng. Ngoài ra, thanh long là một loại trái cây đặc biệt có vị ngọt, mát và mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Thanh long rất giàu vitamin, kali, magie, kẽm và phốt pho, canxi giúp tăng cường miễn dịch, hỗ trợ tiêu hóa, ngăn chặn các vấn đề về tiêu hóa như táo bón và trào ngược, giảm nguy cơ mắc đái tháo đường, cải thiện sức khỏe tim mạch, giúp quản lý cân nặng, ngăn ngừa ung thư. Quả sung, người ta cúng sung với mong muốn có sự sung túc tràn đầy trong năm mới. Được biết quả sung là một trong những cây cổ nhất thế giới, được người Hy Lạp coi trọng đến mức luật đã từng được tạo ra để ngăn cản việc xuất khẩu chúng. Quả sung và lá của chúng có chứa nhiều chất dinh dưỡng và đem lại nhiều lợi ích sức khỏe tiềm năng. Chúng thúc đẩy tiêu hóa khỏe mạnh, giảm nguy cơ mắc bệnh tim và giúp bạn kiểm soát được lượng đường trong máu. Sung cũng là một vị thuốc chữa bệnh trong đông y. Quả đu đủ là biểu tượng của đầy đủ thịnh vượng. Đu đủ nhiều vitamin, khoáng chất, vị ngọt, tác dụng nhuận tràng, tiêu thực, thông đại tiện. Đu đủ xanh tác dụng làm mềm thịt dai, dễ tiêu. Đu đủ hỗ trợ chữa tiểu đường, chống ung thư, tốt cho tim mạch và còn rất nhiều tác dụng tuyệt vời cho sức khỏe. Tuy nhiên, chúng ta cũng nên để ý khi xếp mâm ngũ quả ngày Tết với những kiêng kỵ như sau. Thứ nhất, không nên rửa quả. Việc rửa sẽ làm cho quả sớm bị héo hoặc thối hỏng nếu có chỗ đọng nước.
chỉ nên dùng khăn giấy ẩm lau sạch quả là được. Đối với bưởi và phật thủ, bạn có thể dùng nước sạch pha với chút rượu lau để quả có mùi thơm. Thứ hai, không nên chọn quả chín, nên lựa những quả già nhưng chưa chín quá. Chuối nhất định phải là chuối xanh để đủ cứng, đỡ những quả khác và còn đảm bảo ý nghĩa màu sắc theo ngũ hành. Việc bày biện mâm ngũ quả trên bàn thờ của gia đình trong ngày Tết cũng là một nét văn hóa đặc sắc của người dân Việt Nam. Mâm ngũ quả là một trong những thứ rất quan trọng để bày tỏ tấm lòng biết ơn tổ tiên, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, đồng thời gửi gắm ước nguyện may mắn, hạnh phúc và có thể rước tài lộc vào nhà. Chính vì vậy, dù sinh sống ở phương trời nào, người dân Việt vẫn không quên tục lệ này trong dịp Tết Nguyên Đán nhằm gìn giữ bản sắc dân tộc cho bản thân và cho con cháu. Và với những chia sẻ vừa rồi, Thảo Vy hy vọng rằng quý vị sẽ có những lựa chọn mâm ngũ quả phù hợp và có nhiều ý nghĩa trong năm mới. Quý vị cũng đừng quên gửi thư về cho chương trình qua địa chỉ email chuyensukhoesantv@gmail.com để những câu chuyện đời thực của quý vị cùng lan tỏa đến cộng đồng vì sức khỏe của mọi người. Chương trình Chuyện Sức Khỏe đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thảo Vy xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.